bạn. Hết rồi, hết rồi, đủ rồi. Máy hai con thôi chứ. Hai con. 8 3 giờ là là trả hết đó rồi cho anh. Đó luôn xài. Nãy giờ đi một mình cũng hơi buồn và thắc mắc là bây giờ là chương trình giữ bí mật, nói là ngày hôm nay gặp khách mời, gặp người dẫn chung với Khoa sẽ đảm bảo Khoa bất ngờ, thậm chí là Khoa sẽ bị chấn động luôn mà không biết là khách mời là ai đây. Sáng hôm nay anh sẽ đầu tư anh mua cái bạt này nè. Cái này mua tấm thảm đỏ chứ mày các bạn. À, thật ra đây kiếm thảm đâu ra, anh mua cái bạt anh phải sơn màu đỏ lên để cho em bước ra đó. Tối Phát ơi em sang lắm Phát ơi em. Bỏ tay ra, bớt nắm tay lại. Thôi thôi bớt nắm tay lại. Thôi thôi. Sao? Bớt nắm tay lại, mình đàn ông mà. Thì mình đi mình vẫn cặp MC mà. Cặp nhưng mà đâu phải là cứ phải nắm tay mới biết là một cặp. Anh này sao dở quá, không có sự gắn kết của MC. Đúng như vậy, sau chuyến đi ngày hôm nay không bao giờ em sẽ quên được. Em hiểu không? Thôi bây giờ thì sao? Okay. Mình vô mình khám phá đi. Em sẽ giới thiệu cho mọi người. Nhưng mà trước khi vào chào quý vị khán giả đã. Đúng vậy, chúng ta vâng, xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ẩm thực kỳ thú. Cái gì mà hai anh cắm hoa cho nhau vậy? Không phải Phát đi nó đòi em. Đi với Phát nó hay đòi cắm hoa, nó gặp hoa nó thích luôn. Đi. Ôi tình thất này, tình thất này. What? Chà thất anh. Chà thất. Cái trà thất này có lâu rồi vậy? Cái trà thất này là hoạt động cũng gần 20 năm rồi. Wow. 20 năm. Bằng cái kinh nghiệm mà là lấy sự cái kiến thức của dì á, là dì tạo ra cái này bằng cái đam mê. Yeah. Lại là đem đến những cái trà ngon để cho mọi người cũng thưởng thức đó. À, trước giờ là em uống trà Bắc nhiều nhưng mà chưa giờ uống trà Huế. Hôm nay em sẽ thử uống cái trà Huế có hoa lài mà uống trà đam mê xem nó như thế nào nhá. Nhưng đánh mà sau này dạ. Anh rất là thích uống trà. Dạ. Với lại mỗi lần mà em thấy vất vả hay căng thẳng hay là áp lực hay là buồn có chuyện gì á, dạ đây tìm, rồi để tìm tới trà luôn, tìm tới trà, dạ, tìm đến trà xong hay rồi quá. Cái mình mở nhạc nhẹ nhạc thiền xong rồi mình cảm thấy y chang anh luôn. Nhà em còn ở ghép không? Nhà em còn ở ghép không? Nhà em còn ở chung. Mình uống trà chung với nhau. Anh rất thích uống trà, nhà anh là quá trời trà luôn. Vậy hả? Để giờ anh chụp cho coi. Dạ. Dạ vậy nãy con thử một miếng tô và bây giờ cho con thử cho mình. Con thử tôm thịt đi. Dạ. Này con xin phép con xin phép thử miếng tôm thịt. Làm mỹ gì ngon quá. Cái này mà mình cười. Mà con to đó, con to không đi đâu con khó. Dạ. Khó chứ lòng đâu. Má cháy bồ chét. Mời do ngon. Cái này chan với cơm ha. Chan miếng mỡ nè. Tôm thịt tốn cơm lắm. Thực kỳ thú này. Ấy vậy. Dao sắc lắm em ơi. Anh khắc lúc mà không có em đúng không? Ừ. Anh định khắc chữ nhớ Phát La vô cùng, nhớ Phát La vô cùng mà nó tốn thời gian quá cho nên anh thôi. Viết khắc tên lên dao kỳ quá. Thường thường khắc lên tim hay khắc lên cây hay gì điên, khắc lên dao nghe nó sắc mà nó có vẻ nó đau đớn quá ha. Thôi mà anh cứ châm biếm thế nào nhỉ? Châm biếm là biếm thế nào? Phát em sao vậy? Cắt em bị nó bị dày quá đúng không? Em cái tay em vẫn chưa có đều á. Tay em nó bị run á. Phải tại vì nó thì cô sắt cử lâu năm á, cô sắt là rất là đều, rất là đẹp. Nhưng mà em về sắt em dù gì em cũng gốc Huế mà. Dạ đó, gốc Huế mà. Nhà là mẹ nấu cho ăn thôi hả? Đâu em phụ mẹ. À phụ mẹ là phụ như thế nào? Thì đó vô cũng làm, mẹ sai gì làm đó nè. Rồi, bây giờ đủ hết rồi đó con ha. Cái này con làm không? Cái này là cho cô ra chảng một muỗng đi mà thôi, mình đổ nó có sệt rồi mình chán. Bình thường ở nhà con lấy muỗng ra xong rồi pha với ít đường với lại nó vẫn được đúng không cô? À vậy có nước khó là được rồi. Wow. Cơm 4B đây. Ủa cô, cơm 4B này mình mua ở đâu ạ? À? Mình mua chợ, mình hỏi cho ra cái gà 4B nên mình mua. Ủa em đi nấu chỉ... mà em hỏi là mua ở đâu? Không, gạo này chỉ có ở Huế thôi hay là... Huế thôi. Không đâu, ta đâu có buồn. Mặt ta tuy buồn nhưng lòng ta rất vui. Tôi đây, ở đâu cái lông tóc ở cổ ấy gì? Lông cái chảo đi. Bên cái tóc bên phải. Ngày nấu cơm mà. Nhà có con em gái cận rồi. Lâu cổ xuống dưới cổ nó xíu chừng ra. Dạ đúng rồi. Hết chai luôn nha cô. Rồi. Thích ăn nước mắm này lắm.
rồi.